Chào anh em, vẫn là Quân Hiền BGM F2 đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại chia sẻ cho anh em một cái ban bình 9 chiếc xe Lead 110 của Honda. Lead đây đã cũng từng là một cái một thời huyền thoại anh em nhé. Và bây giờ anh ấy cũng đã già cỗi rồi và anh cũng đã thường xuyên hư hỏng. Vậy thì anh ấy đang bị sao? Anh em nhìn đây, xe này hiện nay đang là bị mất lửa anh em nhé. Mất lửa, đây, dây phin đây. Mất lửa, bơm xăng, có bơm xăng anh em nhá. Và mình sẽ kiểm tra luôn cái kim phun. Anh em thấy là xe này có báo đèn FI và không báo lỗi gì hết. Khi mà bật khóa điện lên, bơm xăng chạy, bật đèn FI có báo và xe là đang trong cái tình trạng là mất lửa. Vậy thì trước khi mà mình kiểm tra cái hệ thống đánh lửa, mình cũng kiểm tra xem coi xe này có phun xăng hay không để mình loại ra một số vấn đề nha anh em nha. Đây. Anh em thấy không có phun xăng đúng không? Mà bơm xăng đang chạy rồi anh em nhá. Những nguyên nhân nào dẫn đến mất lửa vẫn phun? Thứ nhất là CKB, có thể là chết CKB, hỏng CKB. Thứ hai là đứt cái mạch dây từ CKB về ECM. Và thứ ba nữa là có thể là lỗi hỏng ECM. Vậy thì bây giờ mình sẽ có cái máy chẩn đoán này nè. Mình sẽ kết nối với cái máy chẩn đoán để mình sẽ xem một số những cái thông số để mình loại bớt những cái thao tác và những cái bước đo. Đây, mình đang kết nối với máy chẩn đoán. Và anh em nhìn thấy cái máy chẩn đoán này cũng khá là lâu đời rồi. Khá là lâu rồi. Giắc cắm nó cũng ấy hết rồi. Mình cũng chế lại đầu máy này. Không biết anh theo anh em nghĩ thì không biết đã gỡ vốn chưa anh em nhỉ? Thu hồi vốn chưa? Theo anh em nghĩ đã thu hồi vốn chưa? Khoảng bao lâu rồi? Với tiền đây á, mình cũng chia sẻ với anh em luôn. Có một số anh em á, mình vừa bấm máy mình vừa nói chuyện nha anh em. Có một số anh em á hỏi mình là Facebook của mình á, những cái bài mà mình đăng anh em xem được có một chút xíu thôi, lại không xem được. Thì anh em nhớ này, khi mà mình đăng Facebook á, thì có một cái clip, một số cái clip á, thì sẽ chỉ giới thiệu cho anh em một phần thôi. Anh em muốn xem đầy đủ á, thì anh em, một là anh em nhấp vô cái đường link mà mình đã để ở trên cái bài viết. Thứ hai là anh em có thể vô cái trang YouTube Quân Hiền BGM F2. Thì lúc này anh em sẽ xem đầy đủ hơn. Vì khi mà mình đưa cái clip này lên YouTube á, mình đã cắt gọn nó lại, bớt lại những cái đoạn mà không cần thiết để anh em có thể rút ngắn được cái thời gian xem và anh em dễ hiểu hơn. Mà khi anh em xem á, anh em có thể ấn đăng ký và ấn like để làm gì? Để khi mà có một cái bài viết mới, có một cái bài đăng mới á, thì anh em sẽ không bỏ lỡ bài đăng nào và anh em sẽ nhận được cái thông báo sớm nhất. Và bây giờ mình sẽ đi vô cái phần mà chẩn đoán lỗi anh em nha. Thì anh em khi mà xe không có lửa và không phun xăng, mất lửa mất phun á, thì lúc này anh em sẽ quan sát cái gì ở trên cái máy chẩn đoán. Đây, anh em nhìn thấy góc mở búng ga đang ở vị trí 0 độ và điện áp của nó là 468 mV. Vậy thì xe này không có bị hiện tượng là treo ga. Hiện tượng treo ga thì cũng dẫn đến mất lửa. Treo ga khoảng 60 độ trở lên thì lúc này xe sẽ bị mất lửa anh em nhé. Và anh em để ý là những cái xe mà có những cái con ECM mà zin á, ECM zin thì nó mới có cái chức năng an toàn đó, cái tính năng an toàn đó. Còn những con lô thì đôi khi treo hết ga luôn mà anh em cắm con IC lô vào thì vẫn có lửa, vẫn nổ máy bình thường. Còn riêng xe zin thì không được anh em nhé. Vậy bây giờ anh em tiếp tục chuyển qua, ngó vào cho mình cái tốc độ máy, tốc độ máy khi mà khởi động. Xe này anh em cũng đã gỡ ra, anh em gỡ hết ra rồi mang đến cho mình thôi. Những cái clip mà mình chia sẻ với anh em á, thì mình cũng mong giúp được những anh em mà ít có những cái cơ hội mà để va chạm những xe phun xăng điện tử này. Và đặc biệt là những anh em mà chưa có nhiều kiến thức. Còn những anh em nào mà thấy mà đây là bình thường với mình rồi thì thôi, ngưng cái clip này để làm việc khác. Anh em thấy trên cái tốc độ vòng tua máy ở trên máy chẩn đoán á, nó không có hiển thị cái tốc độ vòng tua máy. Nó hiển thị nhưng mà nó không có hiển thị cái số vòng anh em nhé. Không hiển thị cái số vòng quay. Anh em nhìn thấy này, không vòng trên phút. Không vòng trên phút, vậy thì nguyên nhân có thể là do gì? Thứ nhất là có thể là CKB. Thứ hai nó đứt mạch dây từ CKB về ECM, hoặc là lỗi ECM. Vậy thì bây giờ khi mà anh em đã gỡ hết ra rồi thì mình làm một cái thao tác nó đơn giản thôi. Mình rút cái giắc cắm CKB ra. Rút giắc cắm CKB ra và mình đo cái dây từ mâm điện đi lên. Đây này, từ mâm điện đi lên này. CKB này có hai cách đo. Cái cách đo thứ nhất là anh em đo điện trở.
Tolin chở. Điên chở thì anh em thấy là con này nó là 105 ôm. Nhưng mà quan trọng nhất là con này nó có phát cái điện AC khi mà đề hay không. Bây giờ mình sẽ vặn cái đồng hồ với cái thang đo AC và mình đề xem coi nó có phát điện AC lên không. Anh em đề. Rất là thấp anh em nhé, có 0,2 thôi. 0,2 thì chắc chắn là không đủ rồi. Nếu mà tốc độ đề của con này nó nằm trên 1V, tốc độ đề của xe SCR này nó là trên 1V, thì bây giờ anh em thấy nó có 0,2V thôi thì chắc chắn là sẽ không đủ để không đủ điện áp để cho ECM nhận được cái tín hiệu. Vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo, mình thay thế con CKB. Cửa hàng của mình được cái là khách hàng cũng tương đối là đông. Khách hàng tương đối là đông nên ban bên xe cũng khá là nhiều. Nên cũng rất là nhiều ban bên để chia sẻ cho anh em. Khi mà có cái thời gian luôn luôn sắp xếp để chia sẻ cho anh em. Mâm này cũng ghê quá anh em ạ. Mâm điện này cũng ghê quá mà mâm này mâm lô, mâm này có thay rồi nha anh em. Sau khi xác định cái quân CKB này nó chết và cái mâm điện này quá tồi quá đắt luôn, thì lúc này mình cũng đã báo anh em thợ rồi, anh em thợ ok thay. Thay sau khi mà thay xong đó thì lúc này mình sẽ kết nối với cái máy chẩn đoán và mình đo lại cho anh em xem. Sẽ đo lại vòng điện áp mà của cái quần phát xung nhá, CKB này. Anh em thấy điện áp ở tốc độ đề á nó khoảng gần 1V. Khoảng gần 1V. Lúc nãy nó chỉ khoảng ở chừng 0.2 thôi. Này giờ 0.9 rồi. Và bây giờ mình sẽ cắm vào để cho nổ máy nhá. Anh em quan sát trên cái máy chẩn đoán này xem có vọng tua chưa này. Rồi, bây giờ xem có lửa chưa nhá. Có lửa anh em nhá. Và anh em thấy vọng tua máy trên đã thể hiện này. 400 mấy vòng trên phút đúng không? Thì bây giờ mình sẽ ghim, tạm thời ghim vào cho nổ máy xem. Anh em thấy nổ máy rồi đúng không? Vừa rồi mình vừa chia sẻ với anh em chiếc xe lít 110 mà hiện tượng nó là mất lửa, mất phun. Và nguyên nhân của nó là do chết cái cục kích á, cục CKB. Và mình đã tiến hành thay cả mâm điện. Lý do vì cái mâm điện này quá tồi quá đắt luôn. Rồi, vừa rồi mình vừa chia sẻ với anh em một cái ban bên của xe lít 110 đó. Chào anh em và hẹn gặp lại trong những clip sau. Thanks for watching. Like. Comments. Share and subscribe.